Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Hành tung của tàu sân bay USS Zara Ford đang gây ra nhiều sự thắc mắc cần giải đáp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối phê duyệt kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản. Một số đài phát thanh Nga ở gần biên giới với Ukraine bị tin tặc tấn công và phát bản tin giả mạo thông điệp khẩn cấp từ ông Putin, theo Điện Kremlin. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 6 tháng 6 cho biết liên minh với Mỹ đã được nâng cấp thành liên minh dựa trên hạt nhân nhằm củng cố cam kết hạt nhân của Washington với Seoul. Sau đây là nội dung chi tiết. Hoạt động của tàu sân bay Mỹ USS Zara Ford, CVN-78, ở Bắc Cực hóa ra lại cực kỳ bất thường, thậm chí chưa từng có tiền lệ, nhà báo An Hôm cho biết. Cách đây vài ngày, tàu chiến lớn nhất thế giới đó là hàng không mẫu hạm USS Zara Ford của Hải quân Mỹ đã đến Na Uy trong một cuộc diễn tập, mọi chuyện khi đó không có gì bất thường. Theo nhà báo An Hôm, sau khi tàu sân bay Mỹ rời thủ đô Na Uy, một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Dữ liệu này được công bố bởi ấn phẩm High Not New, HNH. Một tuần trước, tàu sân bay lớn nhất thế giới đã được chào đón nồng nhiệt tại Oslo. Nhưng kể từ khi USS Zara Ford rời thủ đô Na Uy, sự im lặng bất thường đã ngự trị, tác giả bài viết trên tờ High Not New cho biết. Nhà báo An Hôm khẳng định rằng vị trí hiện tại của tàu chiến lớn nhất thế giới vẫn chưa được biết. Quân đội Na Uy không cho biết USS Zara Ford đã đi đâu. Ngoài ra hướng đi của nó là về phía bắc dọc theo bờ biển Na Uy, nằm sát phần lãnh thổ Nga. Chiếc tàu sân bay dài 337 mét, rộng 78 mét và cao 76 mét đã hoàn toàn mất tích, không có tin tức gì. Và điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế là cho đến gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây luôn cập nhật rất chi tiết về chuyển động của con tàu này. Theo một số hãng thông tấn, tàu sân bay hạt nhân của Mỹ dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Thử thách Bắc Cực của NATO diễn ra ở khu vực Westfjord. Chắc chắn không thể xảy ra khả năng chiếc siêu hạm của Hải quân Mỹ gặp nạn và chìm xuống đáy đại dương mà không một ai hay biết, điều này rõ ràng là một kịch bản vô cùng phi lý. Vậy có khả năng con tàu đã dùng một hệ thống gây nhiễu điện tử đặc biệt để che giấu hành tung của mình? Khả năng này theo đánh giá có thể là hiện thực, bởi Hải quân Mỹ nắm trong tay nhiều khí tải rất tối tân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối phê duyệt kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản, cho rằng liên minh này không nên vươn ra ngoài Bắc Đại Tây Dương, theo Financial Times. Sự phản đối của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối với việc NATO mở văn phòng liên lạc đầu tiên tại châu Á đã dẫn đến tình trạng bế tắc kéo dài suốt nhiều tháng trong liên minh. Quân sự này, việc mở một trung tâm liên lạc ở Nhật Bản sẽ cần có sự nhất trí của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO, nghĩa là Pháp có khả năng bác bỏ đề xuất này. Theo nguồn tin của Financial Times, Tổng thống Macron tin rằng hiến chương của NATO giới hạn phạm vi địa lý và hạn chế việc NATO mở rộng sang châu Á. Tại một hội nghị vào tuần trước, Tổng thống Macron được cho là đã cảnh báo rằng việc thúc đẩy NATO mở rộng phạm vi và địa lý sẽ là một sai lầm lớn. Theo một nguồn tin, Pháp không sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính sách nào góp phần gây căng thẳng giữa NATO và Trung Quốc, vì Bắc Kinh đã bày tỏ sự nghi ngờ về kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO ở châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 24 tháng 5 đã xác nhận việc NATO đề xuất mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Ông cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành, nhưng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ không tìm cách gia nhập NATO, mặc dù Tokyo đã tăng cường hợp tác với liên minh này trong những năm gần đây. Truyền thông Nga hôm nay đưa tin khi bị chiếm sóng. Các đài phát thanh ở khu vực biên giới phát bản tin cho thấy Tổng thống Putin nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến vào tỉnh Rostov, Belgorod và Voronezh. Ông ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực biên giới và phát lệnh tổng động viên toàn quốc, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ngoài đài phát thanh, một số người dân cũng thấy video với dòng chữ thông báo khẩn cấp từ Tổng thống trên truyền hình. Không có bất kỳ thông điệp khẩn cấp nào, một số khu vực đã bị tin tặc tấn công. Tình trạng này đã được kiểm soát, các cơ quan chức năng đang xử lý vấn đề, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tỉnh Belgorod những tuần qua ghi nhận một số vụ tập kích qua biên giới, khiến giới chức Nga cáo buộc thủ phạm là thám báo Ukraine. Các tỉnh biên giới Nga giáp Ukraine còn bị pháo kích liên tục nhắm vào hạ tầng nhiên liệu, giao thông và quân sự. Trong khi đó, chính phủ Ukraine luôn phủ nhận mọi liên hệ với những sự việc này. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng các đợt pháo kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ khiến Nga phải phân tán lực lượng để đối phó. Họ cũng nhận định an ninh tại các vùng biên giới của Nga suy giảm, có nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hổng. Phát biểu nhân ngày tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul, Tổng thống Hàn Quốc đã đề cập đến tuyên bố Washington được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 4. Trong đó bao gồm các biện pháp tăng cường cam kết, răn đe mở rộng của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc bằng tất cả khả năng của mình. Tổng thống Biden và tôi đã cùng công bố tuyên bố Washington vào tháng 4, trong đó tăng cường đáng kể việc triển khai khả năng răn đe mở rộng đối với các tài sản hạt nhân của Mỹ.
Liên minh Hàn Quốc-Mỹ hiện đã được nâng cấp thành một liên minh dựa trên hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố. Chính phủ và quân đội của chúng tôi sẽ bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân bằng cách xây dựng một thế trận an ninh vững chắc dựa trên liên minh Hàn Quốc-Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ông bày tỏ, nói thêm rằng Triều Tiên đang nâng cao năng lực hạt nhân, tên lửa và đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên lần đầu tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự, mặc dù thừa nhận vụ phóng thất bại do sự cố vào tuần trước. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử tên lửa nhiều chưa từng thấy. Còn trong năm nay, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất nước này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26 tháng 4 đã đưa ra cam kết mạnh mẽ nhất với đồng minh Hàn Quốc, khi cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ đối mặt với, dấu chấm hết, nếu tiến hành bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào Washington hay Seoul. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.